Action. Hi guys, I am in Phuket Island. Yes, it's so fun in here. My sister is learning how to swim. Và xin mời các bạn, tôi đang ở Phuket. Rất là đẹp. Tôi đang học biết bơi và tôi cũng đang học biết bơi. And I'm swim like set swim. Ah, yeah. There. Vỏ sò à? Yes. I don't know vỏ sò color in English. But let's swim. Sâu đấy. Tôi đã bị uống mấy hớp nước biển. I have drank many sea water. Wow, look at those. Ni nồng. À cái sữa. Sữa. Bóng. Bất cái đấy lên bờ. Bất cái đấy lên bờ. Quay đi, bơi đi, tắm bừa đi thôi. Vẫy đi. Vẫy đi, vẫy tay đi. Vẫy đi. Mất thôi. Tối là mất cổ con rồi. Đau chân. Tối là mất cổ sò con rồi. Đâu về? Cát này nó đổ xuống đấy, chứ không phải là bãi tắm ấy đâu, cát nó đổ xuống đấy. Chứ đây làm gì, ở đây làm gì có cát mà tắm, có cục vàng. Cục vàng ở đâu? Đây đây cục vàng đây. Đấy, ba bố con đang mò cua bắt ốc. Tôi thì chết hụt ở đây một lần cho nên là tôi sợ, tôi không dám tắm. Chết hụt ở đây á? Ừ. Tôi chỉ đứng trên bờ tôi làm phó nhái thôi. Mát không? Mát. Có đúng hồi trưa mẹ thụt đây không? Mẹ thụt ở Tuần Châu. Ở đây là nhân tạo này. Mẹ thụt ở Tuần Châu. Ở đây thì có cát ở xung quanh núi như thế nào? Kỳ thì người cho ra ghét. Kỳ tắm đi, kỳ nách, kỳ nung chỗ sạch đi con. Tắm. Ê, tìm mấy con nữa. Ao, sao sóng biển nặng mắt đấy. Tắm sướng không con, mát không? Tắm giờ nó mát đấy chứ, tắm tầm trưa, con mà chết nắng. Đập cơ con đập tay cơ chứ con ôm người bố mới tùy đi vậy. Ôm có con bơi đây. Ôm đây này. Bơi ngồi. Nâng lên nâng bố bơi kìa. Bơi ngồi. Tại ông nên nâng bố tập bơi này biết bơi. Ừ. Ôm cổ bố. Ôm cổ. Ôm cổ nhá. Ôm vào vai thì lại cổ nhá. Đấy, tay chân con phải đập nhá. Đấy đúng rồi, giỏi. Đấy. Chưa? Rồi. Ôi giời. À,
Cẩn thận đấy nhá, dám vào. Ở đây con cá này. Đâu? Bơi đi rồi. Cá con đầy khóc.